What does perfect even mean? Hey yo, what's up? Xin chào tất cả mọi người, còn mình là Lăng LD. Hiện tại Lăng đang có mặt tại Barber Shine để chuẩn bị tạo cho mình một kiểu tóc thật là cá tính cho một show rất là quan trọng vào ngày mai tại Sneakerhead. Mọi người hãy chờ xem sự thay đổi của Lăng như thế nào nha. I don't wanna fuck with you. Nên có nghĩa là anh đã dễ dãi. Em đã I don't wanna fuck with you. Và anh đừng nghĩ anh phải ơi ỏi. Em đã I don't wanna fuck with you. I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend. Honey, I'm a perfect ten. Xin chào mọi người, Lăng đã quay trở lại rồi đây. Như các bạn đã thấy rồi đó, tôi đã không dám đi ra ngoài đường nữa vì tôi sợ người ta bu tôi, khen tôi đẹp trai. Và đương nhiên không thể thiếu một lời cảm ơn đến Barber Shine đã design cho Lăng mẫu tóc này để Lăng cảm thấy tự tin hơn và vô cùng năng động để ngày mai đến với Sneakerhead.